11 giờ đêm 31 tháng 12 2019 và hôm nay sẽ là một đêm không ngủ. Bốn lần đi vòng vòng ngoài đường, tao hết 12 giờ tao về tao đi ngủ. Bốn lần vòng vòng ngoài đường. Mấy đứa biết có gì vui không? Vui gì? Mình đang đứng kế bên đồn công an á, mình quay quay tí người ta hốt mình vô á. Má hồi bữa bị quay, bị bắt xó xù đó ba. Ghê vậy. Thôi đi rồi các bạn ơi. Má trình liệm mới chửi mình là thằng luôn á bạn. Đâu ra? Ai vậy? Nói cái gì vậy? Má chửi mình là thằng chuối luôn á. Nói cái gì vậy? Má anh không tin luôn á. Có lần nào lại nói vậy? Thằng nào lại nói vậy với chuyện nhóm đâu. Em đang quay anh đừng làm ồn chuối. Làm ồn chuối. Má tay hết đó. Nghe đồn là Bảo sắp làm kênh mới tại vì kênh nó chết rồi. Chết rồi. Bây giờ mình phải ủng hộ Bảo bằng một cái kênh mới. Mấy bạn hãy cho Bảo là gì ta? Bảo chó. Bảo chó. À, chờ. Bảo chiêu đi. Bảo chiêu. Nhìn camera của nó giống như má vậy. Thôi giờ mình hùng tiền mua cho nó một cái camera mới để nó làm kênh mới đi. Hùng tiền mua cho nó. Anh Hùng nhiêu? Anh Hùng 10 triệu. Em Hùng 20 triệu. 20 triệu. Trên đây Hùng 30 triệu đây, đủ 60 triệu mua y chang con camera giống anh. Ồ cuối năm rồi tao em chưa đòi 10 triệu con Bảo nó cũng đầu năm ngoái. Nào nó mua đôi 10 triệu, sau nó bán ra 9 triệu, sau mà nó mua đôi 8 triệu, sau nó mua đôi giày 6 triệu, nó còn lại 2 triệu trong người, nó lấy nó xài luôn, nó không trả cho đi luôn. Mấy bạn thấy nó mất dạy không vậy mà giờ phải tốn thêm tiền mua cam cho nó. Có mua đồ ăn cho đi ăn mà. Mày mua hộp cơm gà 30 ngàn. Xong rồi Bảo à. Anh tin làm mà nãy giờ anh kêu gọi mọi người quyên góp nhưng mà có vẻ là không ổn rồi. Thì đó, quyên góp. Nghĩ mày nghèo mày không? Nghĩ nghèo nhưng mà em nãy giờ mắc mất phốt thôi mà xong rồi thôi. Các bạn ơi, mình sẽ không nói là mát cho mình 500 ngàn để mua cái viên chiên đâu. Ghê. Mua hết giùm em luôn. Mua mà không hết. Mua không hết em giận. Mát chê đúng lớn luôn bạn. Vô mua đây luôn. Dạ. Mua không hết nó giận. Anh ơi, nó cho ngày cái gì? Nguyên xe anh đủ 500 không anh? Dư sức luôn. Còn nhiều lắm. Ừ được. Em đứng đây nè, anh vô nó ăn mát cái nè. Bảo được không? Mấy cái gì 500 ngàn rồi. Thiệt hả? Thiệt. Anh nhớ là hồi trưa anh có nói với em một câu không? Nói gì? Tao đưa mày 499 ngàn. Trả mày lương 500 ngàn. 500 ngàn đó của anh đó chuối. Ủa tao đưa mày 499 ngàn. Tao đưa mày 499 ngàn. Chết mày không được. 500 ngàn đó ba của nó. Á đù. 500 ngàn đó của anh. Ok mà lỡ chơi rồi. Đúng rồi. Có chơi có chịu. Mày trả tao lên. Không biết đâu bạn, vụ gì vậy bạn? Không thôi tao lên pha YouTube tao bóp phốt mày. Bóp gì cũng được bạn ơi. Ăn chứ đi. Sao tụi bạn lấy cái ghim? Kìa. À đây hả? Bộ trên đây anh thắc mắc là hôm nay tại sao giao thừa 2019. Mà em không giỡn bạn gái đi. Anh giỡn bạn gái đi không? Tại tụi anh yêu xa. Anh yêu xa. Yêu hả? Xa làm sao? Xa bên ra bên ngoài mà có khu vực có bò là xa rồi. Ừ. Khu vực có bò là gì? Nuôi bò giáp. Nông sản. Thủ Đức. Thủ Đức quận 9. Ừ. Thủ Đức quận 9 là xa rồi. Quá xa lắm. Chết. Bảo chưa có bạn gái. Bảo chưa có bạn gái. Mặt Bảo xấu chứ kìa. Nếu bạn nào mà có nhu cầu muốn tìm hiểu anh Bảo Chiêu thì hiện tại thì Bảo đang có rất là nhiều gói ở nhà và Bảo có thể chăm lo cho các bạn từ đây tới cuối đời. 3 giờ 57. 3 phút mày nữa. Thông báo chuối không? Ủa vậy hả? Vậy không đúng. Hiện tại thì tụi mình đang ở bờ kè của cầu Móng ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời. Lên TV nè mấy đứa, lên TV nè, lên TV nè, mọi đứa. Oh yeah. Đâu, bây giờ đứa nào nói anh xin 593. Em. Một đứa, hai đứa, ba đứa. Ok, bây giờ nếu mà anh móc chứng minh nhân dân ra anh không phải xin 593 thì mấy đứa. Mấy đứa không xin vào 20 cái. Ok anh. Ok. Mấy đứa là toàn là 93 hết đúng không? Đúng rồi. Không, bạn này đưa cho ông Bảo là nói mình là xin 593.
không tên để mình móc chứng minh ra coi. Phạm Văn Vũ, 21 tháng 12, 1992. Nà đi! Nà đi! Sao chăm clip à? 1992. Không xưa vào Nguyên Đáo. Vô vô. Ok, chịu đưa vô. Bắn vô bông xong rồi. Và bây giờ các bạn có thể thấy là đường rất là đông. Sao? 1:30 hồi nãy các bạn thấy ngoài đường xe chạy nhiều chưa? Hiện tại là mình đang có mặt tại đối diện nhà thờ Đức Bà. Và giờ này gần 2 giờ rồi nhưng mà mọi người còn rất là đông. Hello Sơn Đông. Dầu. Review lần đầu. Rồi ngồi đâu để xem nó xoay lắc như nào nhá. Trời ơi. Đúng là cái này là kiểu hào hảo mì chua cay luôn á. Nó vừa chua nó vừa cay. Xoài với muối ớt như nào thì đây nó y hệt như vậy thôi. Đúng rồi. Nó không có gì là đặc biệt luôn á. Đúng rồi. Một cái pha review mà nhạt tẹt luôn á. Giờ em hỏi nha, anh ăn một miếng thịt với một miếng bánh mì. Với lại bây giờ anh ăn bánh mì kẹp thịt thì anh cảm thấy nó khác nhau chỗ nào? Nó chỉ là trộn chung ăn tiện hơn thôi. Không có đùa đùa đùa. Hợp lý á. Ok. 3:32. Anh cho tụi em đi về được không? Trời ơi, một đêm thức tới sáng mà bạn. Giờ mấy đứa lên bỏ anh ở đây à? Bây giờ nè, anh bây giờ anh muốn tụi em bỏ anh ở đâu anh nói luôn. Để tụi em biết tụi em bỏ. Tới sáng. Một đống người đang ngồi ở nhà thờ Đức Bà luôn các bạn. Mang. Bây giờ đi ra Long Thành chơi. Em biết cái quán bún bò tên Long Thành á, giờ ra ngoài ăn cái gì vậy? Chứ giờ này ai dám đi ra Long Thành chơi. Mới 4 giờ sáng á, mặc quần ngủ cho mát. Ngủ thì dễ thương. Dễ thương cái quần. 4 giờ sáng. Và hiện tại là tụi mình đang trước mặt Sai Cầu Cây. Hồi nãy thì mình không, cái câu của anh đó là cả ngữ pháp tiếng Việt cả ngữ pháp tiếng Anh đều như cứt hết. Thì trong tuần này là sinh nhật của Lucy nên hồi nãy mình vừa vô tiệm Sai Cầu Cây để mua món quà này để chúc mừng sinh nhật cho Lucy. Mình biết là Lucy không phải tuổi con khỉ nên mình quyết định là mình mua con khỉ tại vì mình tuổi con khỉ. Còn bây giờ tụi mình sẽ qua nhà Lucy nha các bạn. Bây giờ 3 giờ sáng anh em mình sẽ đi. 4 giờ sáng anh em mình sẽ đi qua nhà nấm ăn ốc. Các bạn ơi, hiện tại là Bu đã vào bán ốc và quán chuẩn bị ốc chứ không bán. Các bạn ơi, hiện tại là Bu đã vào quán ốc và chuẩn bị ra hiệu cho tụi mình để tụi mình vào đi về. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật bất ngờ cho Lucy. Mình có chuẩn bị món quà sinh nhật này rồi. Chắc chắn là Lucy sẽ rất là thích món quà này. Lucy nó không chém anh em làm con hay luôn. À, thật ra thì tụi anh có mặt ở đây coi như là quà sinh nhật rồi. Mình sẽ lấy quà ra tặng Lucy. Em nhắm mắt lại đi. Biết rồi. Nắm nhắm mắt lại luôn đi. Món quà này anh không muốn cho nắm tay. Rồi nắm mắt ra. Hết nha. Bấm vô. Năm giờ sáng và bây giờ đang có chương trình tập thể dục buổi sáng. Không phải là mát mà là trên TV. Mình đang đứng ở đây để bắt gáp. Bây giờ khoảng 5 giờ rưỡi sáng và Jenny kêu là ở đây có khi là nhiều giật đồ lắm nên phải cẩn thận. Năm giờ 45 sáng và bây giờ mình đã về tới nhà. Rồi. Ba đang xé đồ ăn cho Happy. Rồi. Còn phía bên đây là bụng bự. Còn bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. Mình đuối lắm rồi.